Dạ, hôm nay là ngày vía Quan Âm. Tây Ôn lên đường phóng sanh cá trong đăng cho chị Phượng ở Tây Đức, với sự giúp sức của một anh Bồ Tát đi theo để đọc kinh hồi hướng công đức cho nó chuyên nghiệp. Sáng em đi lúc 5 giờ phóng sanh một đợt rồi, bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng, em làm tiếp tới 12 giờ trưa. Thần thú Honey sẽ đi theo hỗ trợ.